The core of this, I saw yesterday. And the garnish, I also saw yesterday. So, I know it's a little bit similar. Yeah, and the problem is yesterday and today is different, a little bit different. How? The yesterday, we make from the coconut milk. And today, we make from the thickish coconut from the chamomile. Okay, different yeah. kind of coconut. A little bit the yes. different the style. Sure. So, but the main thing is the same. Okay, understand. So tomorrow you do me another phone with a different type of coconut. Team em đưa tới 3 món ăn với một tên gọi chung là những người con xa nhà. Okay, chefs, tell me a beautiful story. Yeah, I want you to stand up. Be confident and speak loudly. Present your dishes. You are selling us your dishes. Sell it to me. Tell me the story. Make me listen. Make me smile. Em nhớ đến người mẹ đã khuất của em. Trước kia là mẹ em đã buôn bí, cho nên là hàng ngày em được ăn canh bí. Đó là cái mà em kết hợp được với cái món gà. Bên cạnh đó, một cái món nữa là cái món ngò rí mà trước khi mẹ em đi chợ hay bắt các con ăn, sợ mà khi mà lớn lên thì không ăn được nhiều gia vị, rất là khó đi bươn trải ngoài đường. Thì em kết hợp cái sốt này với nước mắm, chút tương ớt và một ít ớt sim để tạo ra cái món ăn ngày hôm nay. Trong cái chủ đề ngày hôm nay á, thì nó có cái gia vị là tương ớt chin su. Thì anh cũng muốn mấy em giải thích rõ ràng về cái hương vị này đã kết hợp được gì trong ba cái món này. Em kết hợp em xào với nước tương chin su với mề gà, một ít gan gà và ít nấm để cho nó tròn vị. Tương ớt chin su nó sẽ tạo cay làm cho kích thích cái vị giác của người thưởng thức. I really enjoyed watching the three of you work together. At the beginning, you stood there and you had a plan. You knew what you were doing. You stood there for at least 10 minutes while everyone else was running around. The three of you were standing there, taking notes, discussing your strategy, your menu, and the direction. Who's doing what? And I really loved watching that. And you all worked together in great harmony. It was very smooth. Thank you so much for telling us your individual stories, because they were beautiful stories. I think we were all crying. I had a tear from the heart. The food tastes better because I could feel your history, your family, and your personality in each individual dishes. I believe that you used jinsu sauce very well in all the dishes. I love your technique in all the dishes. Tasted spectacular for all three. The core of this, I saw yesterday. And the garnish, I also saw yesterday. So, I know it's a little bit similar. Yeah, and the form is yesterday and today is different, a little bit different. How? The yesterday, we make from the coconut milk. And today, we make from the thickish coconut from the chamomile. Okay, different yeah. kind of coconut. A little bit the yes. different the style. Sure. So, but the main thing is the same. Okay, understand. So tomorrow you do me another phone with a different type of coconut? No. That's all I'm saying. Just be mindful. I love your technique. I really do. I love foam. I love the crispiness. The next challenge is do something different. Mấy ngày hôm nay anh xin cảm ơn nhà tài trợ Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam.